Ocarina. Xin chào các bạn đã quay trở lại với series Bật mí những bí mật của các tuyển thủ. Và hôm nay tôi sẽ đến với một át chủ bài tương lai của Team Flash, Yang Bin. Vậy chàng trai này có gì đáng để tìm hiểu nhỉ? Xem ngay chi tiết để biết thôi nào. Đầu tiên vẫn là những thông tin cơ bản như họ và tên thật Võ Vương Linh, ngày sinh 24 tháng 7 2003, cung sư tử, nguyên quán An Giang, tình trạng hiện tại độc toàn thân. Tiếp theo là những thông tin trong team và in-game. Vai trò trong team là Tanker. Combo vũ khí và combo kỹ năng yêu thích: vũ khí AC-80 và Mark 7. Combo kỹ năng: Chrono, Moko, Hayato và Kelly. Nguồn gốc tên Yang Bin. Yang Bin nghe thì giống ai nhỉ, nên anh chàng quyết định lấy nghe tên của thần tượng của mình, thêm chữ N vào để mọi người gọi mình là Bin, cho cute hột me. 2. Bell là người chiêu mộ Yang Bin. Yang Bin từng thi đấu cho phe, nhưng sau khi hết hợp đồng, khi anh chàng này cảm thấy mông lung nhất, thì chính thầy Bell đã đưa cánh tay mang anh chàng này về Team Flash. Trong một cuộc nói chuyện nhỏ với mình, thầy Bell có tiết lộ vì sao chọn Yang Bin thay vì một vài những tuyển thủ nổi tiếng khác. Bell khen Linh hết lời vì anh chàng này ngoan và có tư duy chuyến thật tốt. Còn Bell đã không chọn tuyển thủ nổi tiếng khác, đơn giản vì người trẻ mà chưa có nhiều tuổi đời sẽ dễ dùng hơn người có kinh nghiệm lâu năm. Nên mình đã bảo mà, một đội tuyển toàn All-Star chưa chắc đã ngon đâu. 3. Thần tượng của Yang Bin là Team Flash. Yang Bin nói trong Free Fire, bản thân cực kỳ yêu thích Team Flash vì trong 3 mùa giải vừa qua, lineup của Team Flash lẫn tiền thân là BTS đã làm những điều chưa team nào làm được. Đây cũng là động lực để giúp Linh làm thêm một lần nữa điều đó cùng với các anh em của mình. 4. Là một phiên bản khác của Bell. Câu toan, kỹ tính và khắt khe là chính bản thân mình, nghĩ về những điểm yếu của bản thân. Khi thi đấu, mình luôn muốn mọi thứ thật chỉnh chu và hoàn thiện nhất có thể. Cho nên, đôi khi mình sẽ gây khó chịu với đồng đội vì tính cầu toàn của bản thân mình. Đó chính là những điều anh chàng này hay tâm sự. Nhưng chúng ta cũng thấy bóng dáng của thầy Bell trong đó phải không nào? Điều này không hề xấu nha Bin, vì điểm chung này của Bell và Bin đều chắc chắn sẽ tạo nên một Team Flash mạnh hơn bao giờ hết. 5. Độc thân vì không được phép yêu. Độc thân là điều rất dễ thấy ở các tuyển thủ rồi, nhưng Bin có tiết lộ lý do là quản lý chưa cho yêu đương vì sợ ảnh hưởng đến thi đấu. Nghe cũng khá hợp lý phải không nào? Nhưng thôi, chúc cho Bin thật nhanh chóng thành công trong tương lai và chứng minh được bản thân mình, thì tình yêu sẽ tự đến thôi. Và đó là 5 điều tôi muốn nói cho các bạn nghe về Bin Cute Hột Me của Team Flash. Cùng xem Bin thi đấu trong tuần sau nhá, vào tuần 1 vòng bảng Yomod VFL Summer 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.